xem vận mệnh, tài lộc qua ngày giờ sinh âm lịch. Theo thầy tử vi chỉ rõ, với người tuổi Dần, nếu như sinh vào những giờ sau đây thì là người đại phú và đại quý. Rất hoan hỉ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về phong thủy của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, theo quan niệm trong phong thủy học thì thời điểm mà mỗi người chúng ta sinh ra nó sẽ đóng một vai trò rất quan trọng, và nó cũng góp phần tiến tạo nên vận mệnh, công danh sự nghiệp của người đó về sau này. Với nhiều bậc thầy về tử vi số mệnh còn khẳng định được rằng khi chỉ dựa vào ngày tháng sinh, ta cũng có thể biết được một người giàu sang hay nghèo hèn ra sao. Và dựa theo góc nhìn từ khoa học cho biết, với chỉ số IQ, tức là chỉ số thông minh của một người, nó có mối quan hệ nhất định với giờ sinh của người đó. Và trong chương trình của ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi sẽ bật mí với các bạn về kiến thức xem vận mệnh giàu sang hay nghèo hèn qua giờ sinh âm lịch. Đối với người tuổi Dần mà sinh vào giờ Ngọ thì là người trí dũng và tài năng hơn người. Về xem giờ sinh phú quý cho những người tuổi Dần. Thứ nhất, đối với người tuổi Dần mà sinh vào giờ Tý, tức là sinh vào lúc 23 giờ đến 1 giờ. Với người tuổi Dần mà sinh vào giờ Tý là người thường có khát vọng lớn nhưng không được sự hậu thuẫn từ phía gia đình và người thân, nên cuộc sống khá vất vả. Với nhiều buồn phiền, họ làm việc gì cũng phải thận trọng và kiên trì, tránh nóng vội thì vận mệnh mới thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Còn nếu như người tuổi Dần mà sinh vào giờ Sửu, tức là sinh vào lúc 1 giờ đến 3 giờ, thì đa phần người tuổi Dần sinh vào giờ Sửu đều là người thông minh lạc quan, là người có tài giao tiếp, vì là được sao Hồng Loan chiếu mệnh, nên người này làm việc gì cũng được quý nhân trợ giúp, gặp hung hóa cát, chăm sự đều thuận lợi, suốt đời không phải lo lắng về vật chất và đường nhân duyên rất khá tốt. Còn đối với người tuổi Dần mà sinh vào giờ Dần, tức là người tuổi Dần sinh vào lúc 3 giờ đến 5 giờ sáng. Với người tuổi Dần mà sinh vào giờ Bản mệnh đều là người thông minh hơn người, có học vấn uyên thâm, với văn chương thì xuất chúng. Dù là người làm nghề về nghệ thuật hay làm về khoa học đều là người giỏi giang. Người này là người vất vả từ khi còn nhỏ vì không được gia đình trợ giúp, nhưng lớn lên thì tự tay xây dựng cơ đồ và sự nghiệp phát triển một cách rực rỡ. Còn đối với người tuổi Dần mà sinh vào giờ Mão, tức là sinh vào lúc 5 giờ đến 7 giờ sáng, với đa phần người tuổi Dần sinh vào giờ Mão là người có số đào hoa, phong lưu và đa tình, là người học thức uyên thâm, cũng có trí tuệ minh mẫn, nên về đường dân duyên rất tốt. Với số người này là được hưởng cuộc sống bình an, rất ít muộn phiền. Còn đối với người tuổi Dần mà sinh vào giờ Thìn, tức là sinh vào lúc 7 giờ đến 9 giờ, dù là người tài năng thông minh và có học thức cùng sức khỏe tốt, nhưng lại mệnh thiếu đường quan lộc và vận quý nhân. Do đó với công danh sự nghiệp của người này rất bình thường, không có gì nổi trội. Nếu phát triển sự nghiệp ở xa thì có dấu hiệu triển vọng hơn. Còn đối với người tuổi Dần mà sinh vào giờ Tỵ, tức là người tuổi Dần sinh vào lúc 9 giờ đến 11 giờ. Đây là thời điểm gần trưa. Với cuộc đời của người tuổi Dần mà sinh vào giờ Tỵ là người rất lắm chân chuyên và gian nan vất vả. Có một phận kém may mắn lại không được thừa hưởng của cải từ tổ tiên, nên sự nghiệp gặp rất nhiều trắc trở. Tuy nhiên trong cuộc sống hôn nhân thì khá bình yên, không phải trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm. Còn đối với người tuổi Dần mà sinh vào giờ Ngọ, tức là sinh vào thời điểm 11 giờ đến 13 giờ trưa, với người này là người tính tình cương trực, rất hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương và chung thủy với vợ hoặc với chồng, luôn được hưởng phúc lộc từ con cháu. Còn đối với người tuổi Dần mà sinh vào giờ Mùi, tức là sinh vào lúc 13 giờ đến 15 giờ chiều, người này là người được sao Nguyệt Đức chiếu mệnh, nên mọi sự làm việc gì cũng đều thành công,
gặp hung hóa cát, sống một cuộc đời sung túc và an nhàn. Tuy nhiên, anh chị em trong gia đình lại không hòa hợp. Điều đó cũng khiến cho họ không ít muộn phiền trong cuộc sống. Tuy nhiên thì mọi việc đều được quý nhân trợ giúp nên cũng rất suôn sẻ. Còn với người tuổi Dần mà sinh vào giờ Tân, tức là sinh vào lúc thời điểm từ 15 giờ đến 17 giờ chiều. Bởi vì tướng tinh và sao dịch mã chiếu mệnh nên người tuổi Dần mà sinh vào giờ Tân là người có số phải sống xa quê hương, làm việc ở nơi xa hoặc thường xuyên phải thay đổi việc hay là chỗ ở. Người này là người tính tình cương trực, có một tinh thần kiên định, trung quân ái quốc, phù hợp với các hoạt động về chính trị thì tốt hơn. Còn đối với người tuổi Dần mà sinh vào giờ Dậu, tức là người tuổi Dần sinh vào thời điểm từ 17 giờ đến 19 giờ. Với mệnh người tuổi Dần mà sinh vào giờ Dậu thì được phúc tinh chiếu rọi, cũng là người thông minh giỏi giang, trí tuệ hơn người và có quý nhân phù trợ nên mưu sự rất dễ thành, có thể gặp hung hóa cát, sự nghiệp phát triển được nhiều người kính trọng. Còn đối với người tuổi Dần mà sinh vào giờ Tuất, tức là sinh vào lúc 19 giờ đến 21 giờ tối, là người được sao hoa cái chiếu mệnh. Người này là người tài năng xuất chúng, lập nên nghiệp lớn, có thể làm rạng danh tổ tiên. Với một thời thơ ấu của người này là khá vất vả, không được nương tựa vào gia đình, tự mình xây dựng sự nghiệp với một vận thế hưng vượng khi bước vào trung vận. Còn đối với người tuổi Dần mà sinh vào giờ Hợi, tức là sinh vào thời điểm từ 21 giờ đến 23 giờ, với đa phần người tuổi Dần mà sinh vào giờ Hợi đều là người có tài năng, tính cách độc lập, tự chủ nhưng lại thiếu may mắn nên cuộc sống rất nhiều thăng trầm. Người này tuy có thể lập nên đại nghiệp vinh hoa một thời nhưng lại không bền vững nếu như biết cách tận dụng với sự giúp đỡ và sự ủng hộ của người khác một cách khéo léo thì sự nghiệp của người này có thể bền vững hơn một chút. Và các bạn thân mến, về phần hai là đối với những người phụ nữ mà sinh vào những tháng âm lịch này thì đều là những người lười biếng nhưng họ lại có một con số rất may mắn. Với người phụ nữ mà sinh vào những tháng này, dù không chăm chỉ, lười biếng một chút nhưng họ vẫn có thể tận hưởng hạnh phúc trong hôn nhân và họ cũng có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thứ nhất là đối với người phụ nữ mà sinh vào tháng tư âm lịch là người có tính tình đôn hậu. Chẳng may từ nhỏ đã không có mấy hoa tay, lại không thích dựa dẫm vào người khác và cũng khó mà chăm lo cho người khác. Có thể nói là khi mới lấy chồng, mới học nấu, không lo được cho chồng khéo léo. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng rất tình cảm, có lòng tốt của họ cũng có thể khiến chồng rất khó quên. Và sau nhiều năm kết hôn thì họ không chỉ được yêu ái mà đặc biệt còn có thể động viên kịp thời và có thể khiến cho sự nghiệp của chồng thành công hơn. Chính vì vậy mà họ vẫn có thể trở thành người phụ nữ đứng sau một người đàn ông thành đạt. Thứ hai là đối với người phụ nữ mà sinh vào tháng 10 âm lịch là người có tính cách tương đối lạc quan và đặc biệt tốt, có thể duy trì trạng thái tốt trong mọi lĩnh vực kinh doanh và trong cuộc sống. Có nhiều việc trong cuộc sống mà họ không mấy thành thạo hoặc là thậm chí không muốn làm, chẳng hạn như họ không giỏi việc chăm sóc cho người khác, họ chỉ quan tâm đến chồng bằng lời nói nhưng họ không làm được. Nhưng dù vậy họ vẫn có thể khiến chồng mình hạnh phúc và cuộc sống thành đạt hơn. Họ là người rất giỏi tạo ra những điều bất ngờ và thú vị trong cuộc sống, có thể là luôn động viên chồng mọi lúc mọi nơi. Họ là người lạc quan và sống ngày càng trẻ trung hơn. Chính vì vậy mà theo thời gian anh ấy vẫn là người được ưu ái nhất và chồng có thể âm thầm thịnh vượng. Và các bạn thân mến, về thứ ba là đối với người phụ nữ mà sinh vào tháng 1 âm lịch là người rất chuyên nghiệp, cũng là người phụ nữ bình thường, luôn thích cạnh tranh, sẽ luôn cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc trong lĩnh vực
con đường sự nghiệp của mình, nhưng trong cuộc sống gia đình thì không được siêng năng và cần mẫn. Thậm chí có thể nói rằng họ không mấy để ý đến những chi tiết nhiều về việc nhỏ nhặt, và trong cuộc sống cứ thế tiếp diễn thì họ sẽ không có nhiều thay đổi, khiến cho chồng của họ đôi khi cũng phải đau đầu. Nhưng dù vậy thì họ vẫn có thể chu cấp tài chính cho chồng, vì họ là người rất giỏi kiếm tiền, nên cuộc sống gia đình vẫn không có gì phải lo lắng. Dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng có thể tiến bộ và cải thiện cuộc sống. Qua từng năm, chồng vẫn biết ơn cô nàng đó và cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.